Rồi hay quá, hay quá. Em ghen đi. Ai gọi ổn á. Ai gọi ổn mà em ghen đi. Đây. Cái này mình tự làm gì vậy? Dạ. Cái này mắm tôm hay gì bác hả? Cái này cũng cũng 3 tháng luôn hả? Dạ. Giống nhau hết. 2 tháng. Mắm tôm. Mắm chua. Tặng ngon 200 mọi. Dạ. Cảm ơn ông. Cắt từ các hẻo ra quý vị. Dạ, ba lần được được mà. Đi dự án ăn thử lá cho cuộc trước. Gì đó. Tụi nó mất rồi lại bác Nam nữa. À, người người mà bị gà mổ là hay bị lá này. Lụa lạ đến chỗ nào, trên ngôi cao chín tầng vàng hầu đẹp thế ánh sao. Dạ rồi, con cảm ơn chú, đều hay quá. Mọi người cho chú vật tràng một tay được không? Mình mến chào quý cô bác anh chị và bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt tại chỗ cái tầm làng là chữ mọi người. Hưng chữ. Đi xã Hưng chữ. Rất lịch sử đến chùa là chữ. Hôm nay cô bác anh chị và các bạn sẽ di chuyển vào cái tầm làng này. Sau đó chúng ta sẽ đi vào một ngôi chợ. Cách tầm làng này khoảng tầm hơn một km cho mọi người. Tiếng đường bà con cô bác anh chị xem là đang làm. Lá chữ thì chúng ta sẽ đi vào cái tuyến đường Hà Công này mọi người. Ở đây thì mình đang mới vào một đoạn, chúng ta chạy thêm một đoạn nữa thì sẽ đến một cái ngã ba. Ta sẽ lên chợ Hương Chữ. Đấy, chúng ta đi theo cái tuyến đường di tích lịch sử đình chùa Lá Chữ 500m. Đây là đường Lý Thăng Cầu, khá là lớn. Và đường ta thì ta đi trên này chợ. Chợ buổi sáng. Như vậy thì bây giờ thì còn một vài món ăn ở đây. Mình sẽ gửi xe xuống khám phá xem có món gì nơi đây mọi người nhé. Không cảnh trước chợ La Chữ đây mọi người này. Đây, một vài hình ảnh của ngôi chợ làng La Chữ. Chúng ta cùng vào ăn sáng với mình mọi người nhé. Đây cùng mọi mình ghé thăm chợ La Chữ mọi người. Ngay chỗ đình làng La Chữ luôn mọi người này. Đó, trong những ngôi chợ nằm ở vị trí rất là đẹp luôn. Ở dưới là có một cái con kênh. Quay ra mấy cháu anh trong thì được bà ấy quá. Về bắt đầu à? Đậu phung bà ấy. Đậu phung sống rồi mấy? Đậu phung với kèo đó. Mấy nữ, mấy niên. Quay ra mấy cháu. Quay ra mấy cháu năm chục thì được. Bán cho vui, quay cho vui thôi mẹ ơi. Mẹ bán món gì đây? Bán bún hến. Bán bún hến. Sáng nay bán được không mẹ? Ế. Ế hả? Bữa nay ế hả? Đưa lên, đưa lên cha. 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 Đưa lên, đưa lên. Bài tạm chung rồi mình răng mà về được tại nơi mà được. Dạ. Lạc đó đó, phùng quê lạc, hương đó. Đậu phùng của mình trồng luôn đó. Đó, trồng ra bà lột ra, bà đu kèo bà bạc. Đó, trồng lột ra xong nấu kèo bán luôn. Dạ. Chắc chắn luôn. Dạ, khỏe luôn. Không lấy của ai hết. Không mua của ai hết. Dạ. Quá quay cái rồi chú Long cho họ ứng được. Không biết. Cá lông hả? Dạ. Cá lông nhìn ngon hả? Dạ.
Mẹ bán món gì đây? Mẹ bán bánh đồng. Bánh đồng. Mẹ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Chờ 75 rồi. 75 tuổi. Dạ. Là mẹ bán ở chợ mình là bao nhiêu năm rồi? Bán 50 năm rồi. 50 năm rồi. Mình mời quay bánh bèo bánh ướt. Bánh bèo. Mẹ là cái này là bán ăn cháo hay là bán không mà thôi? Bán cháo đi. À, bán cháo cái này. Bây giờ mà ăn một ngôi một tô mà ăn hai bên luôn mọi người. 20 ngàn là ăn hai bên. Dạ. Yeah. Quay vô luôn. Ăn cả bèo cả đúng. 20 ngàn mà ăn chết. Rồi, 20 ngàn đọt luôn. Nhiều quá trời, dạ rồi con cảm ơn. Chú ăn là chú quấy chú ăn chú ăn chú. Dạ. Cái này tay mui với lại là cái lông mà. Vui à? Vui. Còn bánh 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 bèo à? Rồi bánh là mọi người. Cái bánh này bánh gì đó? Bánh đúc đúc. Bánh đúc hả? Bánh bèo. Dạ. Bánh mình tự làm hay là mình mua bán lại? Mình tự làm chứ. Người làm ăn hại tự lỏng cho đủ tặng. Bán cho con cái dĩa bánh đó luôn hả? Con này chả ăn 6 ngàn thôi. Dạ, con biết ăn là 6 ngàn. Người lớn là ăn dĩa 10 ngàn. 10 ngàn. Ngon lắm. Xe gì đấy? Bánh tự. Món rẻ hả? Đến đề Huệ là chuyện muốn ăn. Dạ. Đề Huệ là đưa bà với kiểu cũng tự ăn hai cái miếng khoai. Mà làm ăn cậy chục với nội cho tu ăn bằng này. Mới là bọn chục có thơ ăn. Ngao thôi vậy. Thôi, ai mà bọn chục. Nếu có cái giả bánh đúc này giòn ngon hả? Một lần giòn hả? Bánh đúc này giòn ngon hả? Có lẽ lắm rồi rồi bán bánh đúc nhiều hả mọi người? Bánh đúc mình ra ngoài cái không gian ra ngoài này là không gian rau rắn là rau nha tươi sống. Trong cái hành trình Quỳnh đi thăm các ngôi chợ ở Huế là theo mình thống kê là khoảng đâu đó trên 100 ngôi chợ mọi người, và đây là ngôi chợ lá chữ, ngôi chợ đầu tiên mà mình ghé trong cái series chợ lần này. Mọi người thấy ngôi chợ này thế nào? Mình vừa khám phá một vài món ẩm thực ở bên trong. Ngay cái chỗ sắm sắm chùa mọi người. Đây là cái khung cảnh của chợ Hương Trị. Hôm nay là cái bình làng lịch bằng ngói. Cái bình làng lịch bằng ngói thế này còn hiếm lắm mọi người. Với tuổi thì còn thấy nó lâu rồi. Bán xong hết rồi về rồi hả? Làm về buông đi xìa lên à buông với xìa lên bán có mấy cái giò hay như này mấy cái rổ hay như này cái rổ mình đem cả cái rổ để chia mình đầu này mình bóc là để mày được hay đầu này của nhà mình luôn lấy ngay lấy chữ mình nó bị rắn không bỏ xuống đình cấp bị lan nhiều à có đình nữa đình đình ngay chỗ chỗ này chờ luôn cái này là bỏ đình lan nhiều đẹp rã màu xẻ qua đây còn chua chua ra ngoài để mua
đẹp lắm, lên chợ bao quay gạch nhiều lắm. Vì hương chợ mình là nổi tiếng với sen đó, nhưng mà người không có sen thì hơi uổng. Năm có mua cho mình em đi đây là mười năm. À, thế là mượn mấy bốn bạn được 25 thế là vừa hai tam hoan gân chị là quá. Dạ. Bởi làng là chữ mình nổi tiếng cái sự hữu hạn. À, mua theo cái bao này hả? Mốt này đi đưa, uống cho mẹ. Uống đi. Đưa cho em 20 được, ba vì 24 mà đưa ra 20 được, mừng rẻ. Bán cho ba nha. Bán rẻ. Ba gói, 30, đưa cho 24, mày lấy 20 đây. Đó, ba. Mười lâu, mười giờ đẹp, mười đi được, đi được rồi. Đâu bị bệnh chứ hả? Ô bị bệnh chứ à? Bệnh chi? Rồi kêu. Ung thư hả? À. Ừ, dạ. Đó, không được. Mà thấy người gầy nghèo. Ồ họ nghèo à? À. Dạ. Ồ ở mình là thế à? À. À. À là bị tai biến hả? Tai biến. Bị tai biến rồi còn vừa ung thư này hả? Ồ tội đó. Ồ tên chi? Ồ tên chi không quên hả? Út. Út à? Út út út. Út à? À đầu mà thằng ăn không được người gầy luôn hả? Dạ. 60 tuổi. Người tư còn nhảy cây đã người em thấy à ờ nói đi, nói lại đi. À dạ, nói thì cũng hơi bị khó hiểu đó, cũng nghe không rõ lắm đó mọi người. Dạ thì hôm nay mình ghé thăm chợ thì gặp cái hoàn cảnh của O thì cũng có cái món quà của chị Hiếu ở bên Cali á, gửi tặng O 200 thôi. Dạ. Cảm ơn nha. Dạ. Dạ dạ dạ. Rất mong mua chị chơi chị tiêu ốc. Rất mong mua sườn mua uống. Mua bánh cái mà ăn. Cắt tiền đi, cắt tiền đi, mua nhà đi, mua nhà. Cắm kẹo đó. Khi tế người đẹp thì đẹp đó. Khi tế con gái đẹp lắm mà. Hồng nhan bạc phận. Hồng nhan bạc phận. Thưa quý cô bác anh chị thì mình đi lên quanh này chợ đây thì gặp cái hoàn cảnh của chú. Hoàn cảnh của chú là có vợ à, có vợ nhưng mà vợ mất rồi. Vợ chết rồi à sống. Dạ đang sống. Vợ đang sống à? Vợ chạy chỗ không vợ từng vậy là ôm không tỉnh táo lắm mà. Dạ dạ yeah. Yeah. À rồi hả, quên luôn à, không nhớ hả? À, vợ chết gần năm rồi mà không nhớ đó mọi người nè. Là ông năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Thêm 1052 tuổi thiên. Tại bị gì à? Thần kinh. Tại bị thần kinh. Bây giờ ông đi hả? Đi chờ đó hả? Mua được cái chi chưa? Dạ. Đi ngay rồi đã chứ có bị kiếm. À đi cả ngay đó thôi à. Bữa ăn uống kiểu chi? Ăn uống kiểu chi được mễ. Bữa ăn mì bà ấy cho chi ăn này. Hai vợ. Hỏi nhà ở đâu chứ không phải là hỏi vợ. Hỏi bao nhiêu vợ? À. Hai vợ. À, chú bỏ khẩu trang ra được không? Bỏ khẩu trang ra cho mọi người quay được không? Mày còn bỏ khẩu trang ra hả? Nói chuyện tí hả? Khoe là hai vợ luôn đó. Khoe hai vợ. Dạ. Dạ. À, chú tên chi? Chú Lê Hò Lê Linh. À, đúng không? Lê Linh chú sinh phạm. Năm 2. Chú ấy đúng rồi đó, à, là nhớ tên là giỏi rồi. Hai vợ. Rồi chú không có tỉnh táo lắm mấy cho anh chị. Thì mình có một món quà của chị Hiếu gửi tặng cho bà con khó khăn á, thì gửi cho chú 200 chú hả? Dạ. Chị Hiếu gửi cho chú 200. Bà ăn chuối, ăn tên chuối. Đem tuổi đấy mà về. Ừ, họ Lê Đình. Lê Đình chuối. Ngụ tài gia. Ngụ tài gia. À. Ông hai chính là ông hai ngủ nhà đi. Ngủ đâu? Gặp đi đâu ngủ đó. À gặp đâu ngủ đó à. Đâu cái buồn ngủ đấy luôn. À. Ờ. Nhà cơm hàng cháu chợ. Nhà ông tội. Việc Phật đi là chứ việc ngủ đâu nghe em không? Họ tiếng đông cháu. Là nhà ở mua à? Tôi là xin phép binh cho việc Nam Cộng Hòa. Bây giờ ở Sài Gòn, ở quận Bình Thạnh. 25 tuổi Bình Thạnh. Dạ. Mướn nhà ở đó mà sau đợt Covid con, thì trở về con lấy thì đây. Mà quê ở đây à? Đây.
À, là chú là quê ở đây là nhà là Minh Mạng. Minh Mạng. Bây giờ em đã dạy hàng ngày sống đi học ở đây để rồi tìm mưu sinh cuộc sống bán tấm cái số hoặc là ai cho 5-3 ngàn để mình sống gọi là qua ngày. Ngày năm nay 73 tuổi. Dạ. À, cũng như là không dạy. Nghe mấy o nói là chú hát hay lắm, chú hát tặng nhau mấy o bài được không? Hát hát chay thôi không à? Hát chay. Dạ. À, phòng đẹp mang tên Hoa Trên Nữ. Hoa Trên Nữ. Rừng hoang gió núi theo sáng vũ bụi đường trên vai. Họ không bán hương thơm như nàng già ly trong vườn, nhưng hoa trên nữ đẹp tựa chuyện tình hai chúng ta. Xưa thật là xưa, nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa. Vì tình cờ gặp một giai nhân, mùa sao xuyên tâm hồn mời nàng về chúng hoàng cung. Khiến cho khắp nhân gian đem lụa lạ đến cho nàng, trên ngôi cao chín tầng hoàng hậu đẹp thế ánh sao. Dạ rồi, con cảm ơn chú, hay quá. Mọi người cho chú vật nào một tay được không? Dạ. Dạ có chị Hiếu ở Cali á, người tặng cho chú 200. Dạ, chúc chú mạnh khỏe. Chú xin chân thành cảm ơn cô Hiếu. Dạ. Hồ Hiếu, tôi tên là một con bé. Dạ. Sinh năm 1950, năm nay 73 tuổi. Dạ. Dạ. Xin chân thành cảm ơn cô Hiếu rất nhiều đã chia sẻ một chút tình thương như thế này. Dạ. Những cái gói bằng quả tên ô. Chúc tất cả mọi người các quý vị sức khỏe bình an. Dạ. Về lỗ lô bình về cái chợ La Chữ mọi người thì còn nhiều cái hoàn cảnh khó khăn ở trong cái ngôi chợ, thì mình cũng xin phép chị Hiếu chia sẻ một ít phần quà để tặng bà con. Mình tiếp tục ghé thăm chợ. Quấy cả cháu đi rồi bạn rồi cháu. Chợ ế đó chị. Dạ. Thấy cá tôm đồ ngon đi mà. Rồi hay quá, hay quá. Em ghen nữa. Ai gọi ổn á. Ai gọi ổn mà em nghe anh ơi. Đang cao mà vẫn nhớ em anh rồi đàng hoàng. Rồi đi cái nước gì đây? Nước này nước gì? Cái này đậu bán hả? Đậu bán này một bì là bao nhiêu? 3 ngàn. Bì 3 ngàn. Lấy em một bì. Cái này uống luôn được không hay là về? Bỏ đường uống. Một cái này. Dạ, bỏ đường đá cho em uống với. Để cái cổ làm cái cổ nó lại làm à? Ồ, bởi vì nhà không làm, về nhà uống. Về nhà uống. Giới thiệu hàng mắm đi chị bé. Giới thiệu hàng mắm đi bán cho bà con nè. Mắm đặc sản xứ Huế đấy. Cái này mình tự làm á chị bé. Dạ. Yeah. Cái này mắm tôm á chị bé hả? Mắm tôm này. Chị ơi cho xin chút xíu. Không, dạ em quay cho em xin tí nó ồn, hơi ồn. Cái này mắm gì? Mắm rò. Mắm rò. Cái này mình làm bao lâu mới bán được hả chị ạ? Dạ làm 2 tháng. 2 tháng làm mới bán được hả? À, là mình ủ trong cái chùm á. Ừ. Xong mới bán được. Hấp dẫn không? Cho xin 5 phút thôi, 5 phút thôi, 5 phút thôi. À, nhìn hấp dẫn không? Cái này cũng 3 tháng rồi hả? Dạ. Giống nhau hết.
2 tháng. Cái cá này là mình mua ở dưới biển lên đó hả chị? Dạ, dạ. À, chị lấy trong biển à? Ủa là chị ở dưới đó đây bán hay là nhà ở đây? Ở Thuận An, lấy chồng ở đây. Ồ, đúng bài luôn. Đây là con gái. À, dạ. Cái này là tôm to hả? Tôm là tôm, loại tôm to hả? Tôm to, à, mắm tôm. Tôm chua. Cái này mình bán ký là bao nhiêu bán? Ký 80. Ký 80 nghìn. Anh mua từ công ty về ăn đấy. Nửa ký là 40 nghìn. Dạ, rồi ngon. Cái này là ruốc. Ruốc. Ruốc Huế đây bà con. Ruốc Huế, nấu bún. Bún. Bò. Rồi, ok. Sạch sẽ ngon lành. Còn mấy cái chai bên này là chai nước gì vậy? Mắm, nước mắm. Mắm ruốc. Mắm ruốc. Mắm ruốc chờ la chữ mà. Đôi bảy đôi thăm bảy mà. Mẹ đi mẹ. Em đã giới thiệu tên rồi, ca sĩ ở đâu đến? À, em là Hà Nội ạ. Rồi, cảm ơn bà con. Hồ Ngọc Hằng. Hồ Hằng. Mày ơi, chờ la chữ vui cho mọi người. Chờ la chữ quá vui luôn. Dạ, hẹn gặp lại bà con lần sau. Dạ. Quầy này là bán rau mọi người nè, rau sạch này, có cái môn này là môn tím mà. Dạ. Tím ngon chưa mọi người? Rồi, cảm ơn ngon nhá. Quầy rau tươi. Bảy rồi mà còn thương không? Bảy được trả chị không? Bảy rồi mà bò ở đây. Bảy rồi mới mặt trăng chủ nữa. Dạ em còn hai cái bịch nước đây, chị lấy giùm em. Tìm mua đây. Em mới mua hai bịch nước đây. À dạ đúng rồi. Nếu mà như mấy cái quầy lớn á là người ta trả tiền cho người quảng cáo mà. Lâu mà lên lên miễn phí. Mà bây giờ có đòi thêm tiền nữa. Dạ. Đó, đây là khoai. Khoai là chữ mọi người. Bị là chữ mọi người. Bị là chữ này. Bị là chữ tròn to đẹp ấy. Cá là chữ này. Mày sống ở trả cho 500. Là chữ dạ. Được lên tới Mỹ là còn trả được 500. Dạ. Thôi 500 nghe. Gửi 500 cho bà con nghèo nghe. Rau muống hồ cá. Hồ cá. Rồi. Rau không đà không bơm luôn. Không bơm không thuốc. Không bơm không thuốc. To. To đô con nha. Đô con. Dạ. Có phân heo. Có phân heo. Đó. Có phân mới to đấy hả? Ngồi nữa đây. Ngồi heo. Ngồi nữa thì được. Nhưng mà ai tiêu thụ cũng ai mua hết. Rau sạch đó. Rau sạch đó. Mà chờ ế. Dân không có tiền. Bí đây. À, đục bí là nhà bí. Từ Lam nè. Lột đây là 10 nghìn đó hả? 10 nghìn một bí. Ngồi lột giúp cho họ luôn. 10 nghìn một bí. Không ai mua đó. Dạ đúng rồi, làm thì được nhưng mà bán không được, khó là khó chỗ nó ấy, khó đầu ra. Dạ. Quan cảnh nó đặc biệt lắm, quả bồi lắm, đỏ thơm. Đây rồi, đi rồi, đây rồi. Dạ. Rồi quý cô bác anh chị thì trong quá trình mình đi thăm chợ La Chữ thì vẫn còn một vài cái hoàn cảnh ở đây nhưng mà có một vài cái hoàn cảnh cần cái sự giúp đỡ của quý bà con cô bác anh chị thì ở đây có một cái hoàn cảnh nữa là O tên chi ạ? O Lê Thị Dung. Lê Thị Dung. Dạ Lê Thị Dung. O nhà ở gần đây không? Trong con ở trong con hả? Ở gần nhà mẹ luôn. O hiện tại bây giờ là bao nhiêu tuổi rồi? Bao nhiêu tuổi rồi? 75. 75 tuổi. À dạ dạ. À, hoàn cảnh của O là hiện tại bây giờ là O có chồng, còn chồng không? Có chồng không? Không có chồng. Không có chồng. Dạ. Một chắc thôi. Dạ. Dạ. O khó khăn hả? Nhà có hộ nghèo không? Có. Mày hai trăm. Mày bao nhiêu dạy nghèo? Mấy nhà hộ nghèo. Hộ nghèo. Dạ. Dạ. Không có đất, không có đất, không có đất mua mà. À, dạ đây hả? Không có đất mà xin nó mua mà ở hả? Không có đất mà xin nó về nữa. Dạ, dạ. Dạ. Ở đây thì bà con thấy cũng có nhiều hoàn cảnh khó khăn lắm mọi người. Mình cũng có chị Hiếu gửi tặng cho bà con một ít xúc quà, hai ô 200 ô hả? Con gửi ô 100. Con gửi ô bên này. Dạ. Dạ. Dạ dạ rồi. Con cảm ơn mẹ. Dạ dạ dạ. Dạ rồi. Đây đây đi.
chỗ này đang đi, chỗ này đang đi. Không có vừa ở chắc rồi mà có bình thường không à? Dạ, nhìn cái mặt của chú là biết rồi. Nhìn cao cao ấy giống như người mẫu ấy, cao như người mẫu ấy. Đấy đi. Dạ dạ. Dạ đây mấy ô thì tới như hoàn cảnh. Dạ. Dạ dạ dạ. Đi nhổ ra má ăn hả? Mẹ, mẹ đi nhổ má. Con mấy người đi đường đái bao. À, năm nay là bao nhiêu tuổi rồi chú? 30. 40. Dạ dạ. Gà mổ tại miệng bừa cho chủ đồ này không? Chủ đấy bừa cái gà mổ tại là cái miệng luôn. Gà mổ đấy hả? Ừ, gà mổ đó. Mình đang mà để gà mổ kia đó. Ừ, mà đổi lại với gà mổ. Người người mà bị gà mổ là hay bị lá này. Không có đá đâu mua thì cái. Ai gà đá hả? Nuôi gà đá hả? Nuôi mua mình nuôi. Mà mua mà gà của họ hả đang mà. Đi ngon xin đi. Dạ dạ. Ở đây thì có thêm hai cái hoàn cảnh thì xin phép chị Hiếu gửi tên cho gửi cho chú 100 à, gửi tặng chú 100 triệu anh thôi. Chị Hiếu gửi tặng rồi. Dạ, ở đây có hoàn cảnh của mẹ tôi gửi cho O trong à, cảm ơn chị Hiếu. Dạ dạ rồi, con cảm ơn rồi, cảm ơn mọi người nha, con đi rồi. Dạ. Cái này chấm xoài chua chua, chua ăn là chưa ăn là chảy nước miếng rồi. Hết mần, có mần mà vừa ăn luôn là ngon này, là vừa chấm vừa ăn thử muối ngon không là biết liền này. Rồi cảm ơn chị bé nhé, cam nhiều quýt nhiều, con này quay. Dạ 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 đó, anh cảm ơn chị. Cái ném này là ném ngoài làng trồng mà. Dạ. Sáng giờ bán gì được nhiều chứ mẹ? 30 ngàn nữa. 30 ngàn mà cả vốn ngoài làng à? À. Bữa chiều bán ném buổi chiều luôn à mẹ hay là? À. Để bán là buổi chiều luôn. Chờ không có người nha mẹ. Dạ. Có bán đủ thứ này mọi người này, cái chi cũng bán hết nhưng mà không có ai mua hết. Sáng giờ bán 30 nghìn. Dạ. 35 ngàn. Dạ, 35 ngàn là chính xác đấy. Dạ. Mày bán hình như là đủ thứ luôn, mình thấy là trứng đồ chi cũng có này, gừng này rồi dưa, cà kiều, măng. À, dừa, gạo nếp. Rồi. Ồ, mấy cái món này ăn Tết ngon này mẹ. Rồi, con cảm ơn mẹ nhá. Đấy, bán xà này mà. Đó. Chợ thì ở hướng bên này vẫn còn một vài quầy nè mọi người. Ở bên cạnh đình làng có bán rau. Bảy đâu có lên TV nhỉ? Dạ. Đó, lên TV coi. Dạ. Dạ, quay trứng. Để bán trứng này, bán thêm hương nè, ớt. Dạ. Quay TV nữa, quay anh tối, quay tôi ra được. Mày mẹ vô đẹp má. Dạ. À, đổi gì đấy bà con? Hết luôn rồi. Chắc dịp sau. Phải ăn khoai ăn sẵn quá hả thầy? Dạ. Dạ. Dạ, mấy ông khoai sẵn chưa có nước thôi, em tặng cho người đi nước uống được. Mà giờ em mua 2 bình nước là tặng mấy ông, mà mấy ông muốn này, mấy ông nhận. Dạ rồi. Dạ đang mẹ. Đang mẹ. Mẹ nó đang. Mẹ em thấy hết à? À mẹ đi mua à? Tội vậy. Dạ. Thôi, cho mình cái khóa chặt rồi, khóa chặt rồi nó cho nữa. Thôi, cho mình cái dao bên trẻ mừng mà ăn.
Dạ. Biết là mày ô nó giận giận chơi. Ờ dạ. Mẹ năm nay bao nhiêu tuổi rồi mẹ? Mẹ năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? Hơn 80. Nhưng mà giờ biết mẹ biết đi chờ à? Gần 90 rồi. Dạ, mẹ mắt mẹ bị yếu, mắt mẹ bị yếu. Mơ mơ. Dạ. Mẹ tên chi? Mẹ tên chi? Mẹ B à? Có chị Hiếu ở bên Cali gửi tặng mẹ 100.000 mẹ. Dạ dạ, cảm ơn mẹ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn mẹ. Không gian bán bánh mì với mọi người nè. Bánh mì nè, này. Và cái hàng ăn hàng bánh ở phía trước chợ. Ở đây thì bà con cũng rất là vui. Mình cũng gặp một vài cái hoàn cảnh khó khăn tại nơi chợ mình, thì mình có trao một vài phần quà của chị Hiếu. Thì xin cảm ơn chị Hiếu đã gửi quà về để giúp đỡ cho những cái hoàn cảnh khó khăn tại Huế cũng như là ở Hương Chữ nói riêng. Xin cảm ơn chị Hiếu rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại với bà con, cô bác, anh chị và các bạn. Bye bye mọi người.